Em Nhi đồ gỗ Sơn Đông xin kính chào tất cả các quý cô chú anh chị. Trong những cái video trước thì em đã giới thiệu rất là nhiều cái mẫu tủ rượu cho các quý khách hàng lựa chọn rồi. Giá thành thấp cũng có, giá thành cao cũng có, kích thước nào cũng có. Nhưng mà ngày hôm nay thì em giới thiệu một cái chiếc tủ rượu rất là đặc biệt luôn, với một cái kích thước size mini cả nhà ơi. Và chiếc tủ rượu này thì hiện tại là em bán với mức giá chỉ có là 12.500.000 đồng thôi ạ. Một cái giá phải nói rất là bất ngờ dành cho một cái chiếc tủ rượu được làm theo cái phong cách dạng tân cổ điển như thế này. Về cái phần kích thước của chiếc tủ này thì em làm với cái kích thước chiều cao là 1m52, phần kích thước chiều ngang là 91 và phần chiều sâu vào là 65 nha các anh chị. Đó, một cái chiếc tủ rượu được làm theo cái kiểu dạng là tân cổ điển, có đầy đủ những cái hoa văn chạm chỗ nè. Ngoài ra nữa thì chiếc tủ này là được thiết kế rất là tiện lợi luôn. Nếu mà mọi người không sử dụng để làm chiếc tủ rượu thì các anh chị của mình cũng có thể là để trưng bày nè, túi xách nè, rồi những cái đồ như là đồng hồ nè, hoặc là những chai nước hoa chẳng hạn. Như là cái chiếc tủ này hiện tại là em trang bị cho mọi người sẽ là hai phần. Phần bên trên sẽ là một cái phần khung kính. Và cái chiếc tủ như thế này là em sẽ có trang bị cho cả nhà mình một cái đèn ở bên trong nữa ha. Do là cái khu vực em lắp đặt ở đây là không có cái ổ điện cho nên là em không có bật cho mọi người xem được. Nên là mọi người nếu mà còn xem những cái hình ảnh khi mà được bật đèn như thế nào thì cứ liên hệ cái số điện thoại mà em đang ghi ở trên màn hình. Đó. Và cái không gian bên trong thì em đang thiết kế cho mọi người thêm một cái ngăn đợt kính, chia ra cái không gian làm hai ngăn và rất là rộng và cao, để cho mọi người trưng bày những cái chai rượu có thể là cái kích thước chiều cao nó cao một chút xíu. Còn nếu như mà anh chị nào mình sử dụng để nước hoa nè, hoặc là túi xách, hoặc là đồng hồ, hoặc là những cái món đồ mình sưu tập thì có thể là lắp thêm hai cái phần kính nữa, là chia cái không gian của mình ra nhiều ngăn hơn thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và bên trong này thì ba mặt là phía bên trong này sẽ có thêm cái phần kính thủy, và phía dưới này cũng là kính thủy nè. Cho nên là khi mà cái hệ đèn nó chiếu xuống cả nhà sẽ thấy cái chiếc tủ của mình nó rất là phát sáng luôn ha. Đây, và cái không gian thì phải nói rất là sâu. Mình có thể là để tha hồ những cái món đồ mà mình yêu thích luôn. Tuy là cái kích thước nó ngắn gọn, nó nhỏ thôi, và cũng thuận tiện để mình đi lấy ra lấy vô, không có bị vớ tay nữa cả nhà. Rồi, và cái phần cửa này nè, thì bên em ngoài sử dụng là cái phần bản lề giảm chấn đi, khi mà mọi người đóng cửa là chỉ cần đẩy vô một phát thôi là cái cửa nó sẽ tự động hít vào và nó sẽ không có phát ra một cái âm thanh hoặc là tiếng động khó nghe nào nha. Riêng cái phần tay nắm thì sẽ là sử dụng là tay nắm bằng chất liệu là đồng đúc, đó, chống việc rỉ sét trong cái quá trình sử dụng thời gian lâu dài luôn. Đây, cái tay nắm lựa chọn thì nó đi theo cái form của chiếc tủ, nhìn cũng rất là sang. Bên dưới này thì sẽ còn có thêm hai ngăn hộp tủ nữa mọi người ơi. Đây, hai ngăn hộp tủ này thì cũng được thiết kế kiểu dạng là bản lề giảm chấn, khi là mình đẩy vào đó là nó tự hít vào, và mọi người thấy cái lực đẩy của em rất là mạnh nhưng mà nó không hề gây ra một cái tiếng động khi mà mình đẩy mạnh vào ha. Đó chính là những cái nguyên liệu mà khi nội thất Sơn Đông của em trang bị cho cái chiếc tủ này, với một cái mức giá em xin nhắc lại là chỉ 12.500.000 đồng thôi, là quý khách hàng có thể là sở hữu cho mình một cái chiếc tủ xinh xắn và nhỏ nhắn được làm theo cái kiểu dạng tân cổ điển như thế này rồi. Thì cả nhà nhanh tay chốt đơn cho em ha. Và cái số điện thoại thì em đang ghi trên màn hình là 0972 636 709. Rồi, mọi người quan tâm cũng có thể là đến trải nghiệm trực tiếp sản phẩm ở tại cửa hàng là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.